xin chào toàn thể các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghiện Kiểng Lá của em ạ. Thì hôm nay em tiếp tục em lên một cái nốt Montra và Abo này anh chị này. Thì cái nốt này ngày xưa là em có một cái đợt thời gian là em có cắt cái cây đó 10 lá đó, thì em có nói là nó bị thúi á. Và em có ngâm những cái nốt à, cái nốt như vậy này ở trong 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 nước á. Thì đây là một cái nốt còn lại cuối cùng trong cái đợt ngâm đó. Thì trong trong cái lô mà em có ngâm trong nước đó như vậy thì có những cái nốt thì nó thúi, còn có những cái nốt ý, thì nó lên cây. Thì em cũng đã có chia sẻ những cái clip trước rồi. Thì đây là còn một cái lá cuối cùng của nó này, của cái cây đó này. Thì cũng tình cờ là cái đợt này em ra vườn em coi ấy, thì em thấy nó cũng có cái dấu hiệu khá là khả quan đấy anh chị ạ. Đây là một cái lá Montrava Abo này, nó cũng khá lớn đấy anh chị, nó được khoảng tầm 27 phân này, 25, 27 phân, 25 phân đi. Size lá cũng khá lớn rồi này anh chị này. Người thì nói cái này là va Tiger, người thì nói là va Bo. Em mua cây thì va Bo mà cuối cùng nó về nó ra mấy cái lá Tiger. Đây anh chị này, đây là cái lá cuối cùng mà nó còn lại ở cái lô mà em ngâm đó. Thì anh chị để ý không ạ, cái thân của nó thúi này, hết nó thúi, gọi là hết cái ruột này, nó còn nguyên một cái lớp bọc, một ít lớp bọc rồi này, nó thúi em cắt đi hết rồi này. Này nó còn rất ít nhá, một tí tí này thôi đó, và một cái lá. Thì thực ra cái lá này, cái lốt này thì em nói chung là lúc em cắt thì nó không có rễ, và em ngâm thì nó cứ yếu dần đi, xong nó thúi hết cái phần này đi, thì em cứ cắt dần đi, xong tới thời gian nó thúi nhiều quá, nó sát cái vỏ ngoài này rồi này, thì em mặc kệ nó luôn anh chị ạ, em mặc kệ, em ngâm luôn, em kệ nó. Thì bây giờ nó ra như vậy này, bộ rễ của nó bây giờ nó ra được một cái rễ cái này, rễ cái nó dài cỡ này rồi này. Đó. Và mấy cái rễ phụ ở xung quanh nữa này, thì cái mục đích của nó là nó phát triển được thì nó sẽ ra những cái rễ nhỏ nhỏ này để cho nó hút dinh dưỡng này. Đấy, từ những cái rễ cái này nó sẽ ra những cái rễ nhỏ này, nó hút dinh dưỡng này. Và đây là cái chồi này anh chị này, đây chính là cái chồi để nó đâm cái cây lên này. Đó, màu trắng này thì không biết là sau này nó sẽ ra cái gì em không biết nữa nhé, nhưng mà tạm thời nó lên được như vậy là cũng thấy nó là một cái dấu hiệu khả quan rồi. Ở đây nó cũng có những cái, đây này, có những cái này, sau này nó cũng sẽ đẩy rễ ra nha anh chị nhé. Đây này, những cái này này, trắng trắng này, nó sẽ đẩy rễ ra này. Đấy. Thì cái hũ mà em ngâm này, nó là cái hũ thủy tinh màu trắng này anh chị, nhìn được bên trong, trong đó. Thế nhưng mà ngâm một thời gian thì gặp nắng, gặp gì đó là nó bị như vậy này. Nó đóng cặn, đóng rêu gì đó, rất là dơ. Nước thì cũng chỉ là nước bình thường thôi, chả có cái gì, không có gì đặc biệt cả. Thì em ngâm thì kinh nghiệm em thì em chỉ ngâm như vậy thôi, còn cũng hên xui lắm, nó đã thúi rồi thì trường hợp cứu được rất là khó. Còn cái này thì may mắn em cứu được này, cái lá của nó nha anh chị, từ khi em cắt đến giờ là khoảng nửa năm nay này, từ năm ngoái, từ tầm tháng 10 năm ngoái đến giờ thì cũng là nửa năm rồi, nó còn nguyên si như vậy luôn này, lá lúc cắt làm sao thì đến bây giờ như vậy luôn nhá, y nguyên luôn, nó chưa có một cái dấu hiệu bị héo bị gì hết á. Thì chứng tỏ là cái dinh dưỡng của nó có lấy từ đây ra, có lấy được. Em ngâm như vậy là nó có lấy dinh dưỡng được này, lấy độ ẩm từ nước, nó hút vô cái lá được này. Đó. Thì anh chị nào ví dụ như có cắt cây, cắt những cái nốt như vậy mà cảm thấy dễ yếu ấy, thì anh chị cứ ngâm trong nước, xử lý tốt những cái vết cắt này, xử lý tốt những vết cắt này, rồi để ý theo dõi thời gian đầu này, nó bị thúi bao nhiêu đi đâu, bao nhiêu ấy, thì mình cắt tới đó, rồi mình ngâm vào trong nước nhé. Đây là cái, nếu mà như một cái nốt bình thường mà em cắt ra ấy, thì khoảng 20 ngày nó đâm chồi lên như vậy, đâm cái chồi dài hơn như vậy. Còn những cái mà nó không có rễ như vậy này, hoặc nó bị thúi vậy này, thì đến thời điểm này là khoảng nửa năm nay rồi. Em kiên trì, em để trong vòng nửa năm, em cứ thay nước này. Cái nước này thì cứ mấy tuần em thay một lần, khoảng tuần, 2 tuần gì đó. Em cứ thấy nước nó rơ, nó đục thì em bắt đầu em thay. Đến bây giờ là như vậy. Đó. Đây là một cái dấu hiệu rất là tốt rồi. Như này là có khả năng là nó sẽ phát triển thành một cái cây.
Cho nên là mình không nên mất niềm tin vào những cái mà mình thấy trước mắt. Ví dụ như cái này nó thối cỡ này rồi mà em vẫn cố gắng em ngâm. Đó, chứ như nhiều nhiều anh chị là thấy có thể là sẽ vứt đi luôn. Đó. Thì cái nốt này bây giờ em cứ tạm thời em ngâm tiếp cho cái bộ rễ này nó khỏe thêm đi, nó dài ra đủ để em trồng vào một cái giá thể, thì em sẽ rồi nó vào trong một cái giá thể đó. Rồi em sẽ cập nhật tình hình này sau khoảng tầm 2 cho đến 3 tuần tới, em sẽ cập nhật tình hình của cái nốt này này cho anh chị cùng theo dõi nhé. Đó. Anh chị nào mà có thắc mắc gì về cái việc ngâm như nào ấy, thì anh chị cứ inbox cho em nhé. Rồi em cảm ơn anh chị đã theo dõi clip của em. Rồi, chào anh chị nhé.